Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Đây. À đây, lâu quá mới thấy ghé quán hả trời. Uống đi. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em. Tiếng hát không vui được chuỗi ngày ấm em. Đừng buồn nghe chính, đừng buồn nghe chính. Tình yêu đẹp như khi ta. Ra đây, nhanh lên. Cái gì? Uống gì nói chứ ra đây gì? Khoan, chút uống. Chút tôi uống hết quán bà luôn, ngồi xuống. Đây, ngồi. Chuyện gì? Bà hay tin gì chưa? Gì? Hay tin gì chưa? Tin gì không nói sao biết? Im lặng. Gì? Thấy chưa? Thấy gì? Cái làng quê của mình ngày xưa giờ bình yên đúng không? Đúng rồi. Bây giờ, bây giờ hết yên bình rồi. Sao vậy? Bởi vì có một băng nhóm tội phạm giang hồ vườn. Ghê vậy? Nó ém nhẹm quân bấy lâu nay, bây giờ nó đang xuất hiện, nó chuẩn bị manh động. Ôi, ghê chưa? Ghê vậy? Mà mình có biết mặt tụi nó không? Ghê vậy. Mọi người có biết tụi nó có giết người không? Sao không? Nó gọi là giang hồ, cỡ nào nó cũng giết. Trời ơi. Chết cha ơi. Tôi hay đi mổ hàng một mình lắm. Đó. Sáng sớm là mình ơn đi mổ hàng. Đi sớm về khuya, có một mình ơn trên đường làng. Trời ơi, tôi gặp tụi nó. Má ơi. Bà mà sợ nữa hả? Bà đi gặp giữa đường đúng không? Bà có bị giết chưa? Có bị hiếp không? Bà có chừng đó. Thôi, trời ơi. Mày nói mày cướp với giết được rồi. Cái khúc giữa tao né, tao không có dám nói tới chuyện. Né cái gì? Tao hồi nó bắt được bà thì chuyện gì nó không dám làm. Chẳng những nó hiếp một thằng mà nhiều thằng luôn. Tao giữ cho... Chưa hết đâu, nhiều khi nó chặt bà gạch. Quăng chỗ này, quăng chỗ kia. Đào hố xong nó chôn bà xuống. Trừ cái đầu bà lại. Thôi. Ghê chưa? Ghê quá ghê. Đừng kể phim kinh dị nữa. Nhưng mà vấn đề là... Thôi bây giờ vậy, yên tâm. Tôi đã biết tụi nó cho nên thế nào tụi nó cũng bị phanh phui. Nè, mọi người nhớ nha. Thấy tụi nó ở đâu là báo liền công an. Để công an hốt gọn tụi nó nghe chưa? Biết ai đâu báo trời. Này. Gì vậy? Tôi cho coi hình. Lại có hình. Yên tâm. Từ từ. Hết sức bình tĩnh, sẽ có hình cho mà coi. Clip luôn. Thấy chưa? Mà coi cái mặt nó không? Đó. Nè, xuất hiện kìa. Đó, xuất hiện. Hey. Hồ tiêu. Mỹ sao. Và tôm rang chơi theo quay nhà xe phải. Nhà tôm tất nơ, giờ lại tôm càng. Chơi đại ca ở nhà buồn hiu. Kệ đại ca. Thôi được rồi, đủ rồi, nhiêu đó thôi, mình đừng làm quá, hiểu không? Rồi, nói chung là mình phối hợp như vậy cũng để cho đại ca hiểu được là mình cũng ráng cố gắng. Phải, còn mày. Sao? Trả tiền góp cho tao. Ủa tiền góp gì? Tiền mà mày hứa với tao mày trả đó. Trời ơi, làm ơn dở giùm cái tay lên cái coi, dở nhẹ lên cái. Dở nhẹ gì? Đó, thấy gì không? Bạn thấy gì chưa? Ấy nó mày bị chày hả? Chày gì? Mày khủng mày? Kìa, bị chày nè. Xăm, giang hồ là phải xăm bạn ơi. Wow, cái con này tôi nhớ là nó ngâm rượu hay sao á. Ê, đừng tào lao nha, tào lao là ăn hủ chao nha. Đừng có giỡn mặt nha. Ê, đây con rồng thu nhỏ nha. Wow, không nói không biết đây là con rồng. Con rồng trong truyền thuyết người ta gọi là con long. Đúng rồi. Vậy thì chẳng hay con long có biết con hổ không? Ô trời ơi, đánh long thì làm sao mà sợ hổ được, đúng không? Nhưng mà hoa hổ tàng long. Con rồng hả? Thôi từ cái vụ mà tiền góp để từ là mình gửi cho chị sao nha. Tại vì hiện tại bây giờ dân chúng người ta ra ngoài đường người ta làm như kỹ quá đó. Người ta không có ai mà đeo dây chuyền, không ai xài điện thoại gì, cũng hay xài bóp gì hết trơn á. Làm như bị thúi hẻo rồi sao á. Quá mệt mỏi. Dạ. Giang hồ nói là làm. Dạ. Không có phải là hứa là lèo, hiểu chưa? Dạ đúng. Mày hẹn với tao con trăng nào thì phải trả đúng cái con trăng đó. Dạ. Cái chuyện mà có ai để mày cướp, mày giết, mày hiếp hay không là chuyện của mày. Nhưng đòi tiền là chuyện của chị. Chị không nói nhiều. Bây giờ có trả tiền cho chị không? Rồi bây giờ chị cứ yên tâm. Nếu mà khi nào mà có ai mà tới là bắt đầu mình cướp được, là bắt đầu là mình lấy tiền xong mình đưa lại cho chị liền nha. Ơ kìa. Cái gì? Tới. Đừng lo. Có một con mồi đang tới. Thơm ngon, béo bổ, hợp vệ sinh đàng hoàng luôn. Yên tâm. Đây. Chị đang... sẽ lén vào này, trong. Cái gì? Nhớ hỗ trợ tôi cái nha. Đây. Hồ tiêu Mỹ sao Tao mệt quá. Ê
Đây, 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 đây. Qua chơi cưng. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Đi lại đây. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Má đi đâu về? Mới đi công chuyện về. Công chuyện gì vậy? Đi chơi về à? Em đi chơi thuyền chúng ta ở Cam Chi. Mày, mày, mày. Nè. Quên, quên, quên. Đây. Nhìn tay mình coi. Thấy cái gì không? Thấy gì chưa? Không phải biết sợ. Sợ quá. Sao thấy cái gì sợ? Bự quá. Bự. Thấy chưa? Thấy bự. Cái gì bự? Mắt tai bự. Trời ơi, má giật áo lên coi giùm con cái má ơi, giật áo lên. Nó nói đúng mà cái tai mày bự quá. Không, tao ký ý, tao muốn khoe cái hình cho anh cái phải, nó là giang hồ đó. Đó. Tâm con rồng đó. À. Con rồng còn gọi là con lông. À. Nhưng chị đây, có thêm con hổ. Chị à, cũng là giang hồ. Để mình nói thẳng cho bé nghe nha. Dạ. Nhìn cũng trắng trẻo, ngon. Phải. Đưa cái điện thoại đây, trong bóp nhiêu tiền đưa đây hết để cho mình, nói chung là đang kẹt, đang vã đó. Thôi anh chị đừng giỡn, anh đi về cái đây, người bậy, đó. Bậy, không giỡn được. Đây, một là tự nguyện, còn hai là kiểu chị. À, thấy cái gì đây không? À, yeah. À, vậy đúng. Thì bây giờ như thế này, mình có thể nào để là cái bóp, à, cái điện thoại, nói chung là tưởng cũng được. À, vậy thì tao sẽ cướp. À. Mày hiếp. Cuối cùng hai đứa mình giết. Khoan má ơi, khoan. Đó, vỏ này. Đưa cái vỏ này. Đi đi, để xác nó cho tao. Ê, ê, ê. Hai cái mặt này hình như quen quen nha. Quen đúng không? Đây nè, đây nè, mặt này quen lắm luôn á. Ồ, tôi cũng thấy quen. Đúng không, đúng không? Nhìn thấy quen lắm, nhưng mà không nhớ là ai. Ai ta, ai ta? Trong xóm mình chứ ai. Đúng rồi, hai mặt này trong xóm nè. Đó. Xong. Ê bà, báo công an bắt nó chưa vậy? Bà sao vậy? Hồi nãy tôi nói với bà rồi. Báo công an bắt tụi nó, tôi báo với mọi người làm gì? Chưa bắt được. Bởi vậy chừng nào khi nào mà thấy tụi nó làm cái chuyện gì manh động á là mình báo công an liền, hiểu không? Đi vô miếng nữa mày. Chính ơi, chính ơi. Có khách. Chính ơi, cho mượn con dao rồi. Cho cái vụ rồi. Ngồi ghế, ngồi ghế. Cái vừa này chia làm hai luôn nha. Ê, thấy quen không? Này mày lụm đâu à? Mới chặn đường giật của con nhỏ kia. Ta không xin của người ta. À. Hết tiền uống nước rồi cho mượn dao được không chính? Được. Chắc. Để uống. Nhớ chia ra hai ly nha. Nâng niu không thôi bể chứ vừa. Cảm ơn chính nha. Ừ. Chính hỏi này cái được không? Dạ hỏi đi chính. Ừ, hôm nay á trong xóm mình á người ta râm ran, người ta đồn là có một cái nhóm giang hồ nào đó nó xuất hiện đó. Mấy thằng bay biết không? Giang hồ hả? Ờ. Ủa là ai ta? Nghe đồn. Tụi nó là tụi nào? Tại sao dám tới chỗ này? Chặt cái dừa cho nó uống luôn. Ủa sao dính dáng gì tới bên này? Ờ tụi thấy. Ủa? Chị Đại hả? Bà Đại đây hả? Khỏe chị? Chưa chết. Ghê quá, tụi bay ghê lắm. Có gì đâu ghê? Tụi bay thấy gì chưa? Thấy gì đâu? Gì? Sớm mình đang có giang hồ. Núp bóng. Trời đất ơi. Ghê lắm. Qua đây, sao rồi. Là ý là núp bóng hả? Bóng. Núp bóng mà núp bóng kiểu sao? Cái đám này mất dạy. Mất dạy. Giang hồ hả? Giang hồ có hình xăm. Giang hồ có hình xăm mà mất dạy nữa. Xăm chỗ đầy người luôn. Nếu mà vậy là xăm chỗ là mất dạy à? Còn nữa, xăm chỗ mà nghe nói đâu là mới cướp, hiếp, giết một cô gái trẻ mà. Cái gì ghê vậy? Ừ. Xăm chỗ đầy người, nanh vuốt rồi. Hình như không có hình xăm không phải không? À, hình xăm. Bà tả hơi bị quá rồi đó. Coi chừng bà dòm, cái đó là bà dòm thành cái con cá sấu hay gì á chứ không phải là không con... không, cái đó là bị quán á. Bắt đầu ở khu này có giang hồ hả? Chứ còn nữa. Đây mới là giang hồ gọc nè. Thôi chị ơi, thôi bây giờ em về nha. Lại chơi. Ê. Trời ơi, tụi bay hèn quá vậy. Ở đây có tao mà sợ gì thằng nào? Ờ, đây có chị Đại mà sợ cái gì? Tụi em là dân nhà lành, không có để cho bị lây nhiễm. Thôi tính tiền chị, em về. À, 10 ngàn. Thôi về đây, để chị trả cho. Rồi, ok, cảm ơn chị Đại nha, về nha. Về. Mày á, vừa phải thôi. Dân người ta đứng kế mày mà ta sợ bị máu nhiễm mỡ luôn kìa. Chắc ốm à. Tao đỡ hơn. Cái số trị lượng của tao mà bị máu nhiễm mỡ nó ít hơn mày nhiều. Tào lao gì đây? Tào lao gì? Hả? Sao? Tụi bay tính đánh trong lãng hả? Trong lãng gì? Hả? Trong đâu đánh? Ờ. Nè, tôi nói chị nghe. Ý chị ám chị cái gì? Chị cái việc nói thẳng ra.
không? Nói đi. À, mình cứ nói thẳng ra chứ không phải là cái kiểu mà vậy. À, sao? Thấy chưa, thấy chưa? Tôi chưa có nói gì hết, phải cái gì? Nó tự nhiên thú nhận rồi, không thấy hả? Ê, thú nhận gì? Bà nói gì thú nhận? Đó nói, bà nói là ông là thú. Tụi bay không phải là thú, mà tụi bay là giang hồ. Ê, mình á là mình nó có sách, nó có chứng đàng hoàng. Đúng ha, rồi. Nha đại nha. Ê, vậy. Nào về chị mày á là có nghĩa khí. Ừ. Có là nói, không có là thôi ha. Ê. Không có nói đại ha, tao tin đại chứ tao không có nói đại nha. Người ta nói á là đừng có bao giờ ăn đằng sống nói đằng gió, đúng không? Ừ. Cái gì phải có chứng cớ đàng hoàng, chứng cớ đâu nè. Bây giờ sao? Nếu có chứng cớ thì bay thua cái gì? Thua. Hả? Chấp nhận thua gì cũng thua. Rồi bây giờ vậy đi ha. Ừ. Nếu như trong người tụi bay có hình xăm thì tụi bay dám vạch áo cho tụi tao coi không? Ủa? Làm gì vậy? Khoan khoan. Đâu? Nhưng mà có hình xăm trong người là giang hồ. Đây mày, đây là có những con người người ta có hình xăm trên người là vì cái gì đó, chính là một cái kỷ niệm và một cái ký ức. Thí dụ như hoàn cảnh đưa đẩy phải có hình xăm. Thí dụ như bà có đi phụ một cái đoàn phim nào đó, bà bị mù mắt nó cắn á, ví dụ ở khu vực mà nó quay đó, bị mù mắt nó cắn á, bà ngứa và bà gãi, bắt đầu nó thành thẹo. Đây, khi bao giờ như tôi. Đó, đó, đây nè, ví dụ vậy nè. Đó, cái chân sốt. Trời cái hốt, chứ mày thú quá. Mất lịch sự quá, mới lỡ sình xong. Đó, nó cũng nói rõ ràng. Anh ơi, anh hai, cái chân em mới bị con mù mắt nó cắn, giờ sưng quá em gãi nó bị như vậy. Mất công mai mốt người ta đánh giá em là người đã mập mà còn ở dơ đúng không? Đúng. Bắt đầu là phải làm gì? Xăm những bông hoa nhỏ. Xăm những bông hoa nhỏ. Đó, tự nhiên thấy cái bông hoa nhỏ nó nhớ con mù mắt, cái hận con mù mắt. Đó. Ừ. Đó, thí dụ như bà nội này đi. Nếu như hồi đó bà quen với ông nào đó rồi là trải qua cuộc tình xong bà hận xong cái bà xăm nguyên trái tim rỉ máu. Đó là gì? Bà đang nhớ tới một cái cuộc tình nào đó. Đâu có xăm bông cho coi coi. Ê! Bà có xăm trái tim rỉ máu. Bà đừng có tào lao. Bà đưa tụi con mới đúng. Không thèm. Ngụy biện hả? Gì? Tính ngụy biện để che giấu cái hành vi của tụi bay hả? Không nói nhiều. Ý là bây giờ bà nói tụi tôi là đám giang hồ trên dơ đó phải không? Đúng rồi. Nói có sách, mắt có chứng, mới tin. Bây giờ dỡ áo ra liền. Coi có hình xăm, tao thua cái gì tao thua hết. Xin lỗi chị à, chẳng qua tôi cũng là nữ nhi như chị. Không lấy giữa thanh thiên bạch nhật giặt áo ra cho người xem lưng thì kỳ quá. Ông cởi đi, đàn ông mà. Bình thường thôi, nhưng nếu bà thua thì như thế nào? Đúng. Thua sao? Thua hả? Chơi tất tay với tụi bay luôn, cỡ nào tao cũng chơi hết. Vậy thì hẹn ngày mai, ở tại đây sẽ mở ra một đại hội giặt áo cho người xem hình xăm. Bà chính sẽ là trọng tài. Đó hả? Hả? Hả cái gì? Bà nhát quá vậy, có tôi mà nhát gì? Câu chuyện xảy ra ở đây, quán qua thì người đó phải làm chứng. Làm trọng tài đi. Trọng tài hả? Chứ sao? Chơi luôn, ngày mai. Ờ. Tôi thông báo cho hết những cái xóm này tới đây. Rồi. Nha. Tôi quất 5.000 một ly cà phê, 5.000 một ly cà phê. Trời ơi. Vậy sao rẻ vậy? Có 5.000 ly cà phê hả? Ý là bán thêm. Trời, nó có cái thùng phụ thu nữa mới ghê. Nó nghe bạn chính, đầu cơ ghê, nâng giá một ly cà phê 5.000 mới ghê chứ. Ủa, lâu phải tranh thủ chứ. Cho nên á, ngày mai vẫn tiến hành đại hội giặt áo ở quán bà chính đó. Quán. Vậy thì nếu ngày mai bà thua tụi tôi, bà tính cái gì? Thua tính sao? Không, tôi không lấy mắt kiến. Không nhu cầu. Ê, gì? Hai nhóc. Nghĩ chị đại là ai vậy? Được rồi. Ngày mai nếu mà tao thua tụi bay, tao chung tụi bay 5 tỷ. Tao chơi tất tay với tụi bay luôn. Được. Chung được. Rồi. Ghê chưa? Nó đánh con đã kìa. Đó. Phải tôi đánh không? Mày im lặng để cho người ta coi. Trời. Đó. Trời ơi, nó giết đã kìa. Phải tôi không? Phải tôi giết không? Trời. Trời. Hết rồi. Thì có nhiều đó trời thôi. Trời ơi. Ủa sao trong clip? Tập trung. Bây giờ đề nghị mọi người ổn định chỗ ngồi. Chính tôi thông báo ngày hôm nay quán của chính thông tấn tập trung mọi người lại đây để tổ chức đại hội quần. Mình nói thì mình nói luôn tuồn luôn à. Quần chúng quần hùng à. Hay là cái gì quần đùi đại hội giặt áo. Đúng rồi à, hôm nay là mở đại hội giặt áo à, xem mình xăm. Khoan. Trước khi cái vụ đại hội giặt áo á, cho tôi xin bỏ nhỏ một cái là bữa nay á, quán chính tôi á, là có phụ thu mỗi lần ly cà phê là tăng thêm 5.000. Thôi thật rồi, tham vừa thôi bà ơi. Thôi anh chị thông cảm đi. Bây giờ không ai lại là không ai giữ lên thì đi về giải tán vậy thôi. Rồi ráng cảm thông đi. Rồi. Xử xong trả bà làm ghê quá à. Rồi bây giờ vậy, bây giờ vô tình chính thức nè. Chú ý nghe, sở dĩ mà có cái đại hội giặt áo này hôm nay là tại vì chị Đại phát hiện ra trong xóm mình
có một băng giang hồ mới nổi, chuyên cướp hiếp và giết người. Mà thủ phạm của những cái vụ cướp hiếp và giết đó là đây. Đây, hai đây và tư cà chính là thủ phạm ở trong cái clip đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì tôi coi là tôi biết hai người này rồi. Đang lùng lùng nè. Đúng không? Trong xóm ai mà có cái tướng ngoại hình giống vậy nữa. Ai có ngoại hình giống vậy. Nhưng hai đây và tư cà phủ nhận, không nhận là mình là giang hồ. Mà chị Đại là có bằng chứng rõ ràng đúng không? Đúng. Bây giờ... Đúng rồi, sao phủ nhận được? Đúng rồi, hai người này rồi. Sự rồi, hai người này đúng là hai người này. Đúng không? Mọi người coi rồi phân tích giùm tôi đi, đúng không? Đúng rồi. Cho nên đúng. Bây giờ ở trong cái làng của mình nó là có một nhóm giang hồ chuyên cướp của... Đó, đây là một cái con nữ yêu đầu ma quái ở trong cái clip. À, cho nên bây giờ á mình phải xét tới nơi tới chỗ luôn. Đúng rồi, trong đó. Nếu mà trong cái clip này là hai người đẹp lắm. Nguyên. Mọi người à, chúng ta nhìn một sự vật sự việc gì chúng ta phải nhìn đa chiều. Một chiều đi phải có một chiều lại. Mọi người nghe bên đó thì phải lắng nghe bên này. Nó mới đồng đúng không? Bây giờ vậy đi. Bây giờ chỉ cần một tiếng thôi. Bây giờ có phải hai đứa bay trong cái clip đó cướp hiếp và giết không? Đúng. Đúng. Trong cái clip này là hai người này chứ là ai nữa? Đúng. Thấy chưa? Nó mày, nhận mày, rồi thấy không? Mày đi qua chỗ khác đi. Bây giờ đừng có chối cãi nữa đó. Bây giờ hai cái clip là hai dạ, người nguyên cái lại của ai. Thôi được rồi. Nó có chối đâu nó chịu rồi đó. Tôi để tôi xin lỗi mấy anh chị với lại chính với lại chị đứng sát vào Đại, tôi nè ha. Mày làm chuyện tại trời giờ mày xin lỗi là quê hả mày? Dạ không có, không xin lỗi, nhưng mà tôi chỉ nói lên cái lời tiếng nói của tôi thôi. Mày mới nói mày xin lỗi? Dạ đúng rồi, tôi chính là người đã tôi hiếp và chứ. Cướp luôn đó. Mày thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nguyên cái đạn cướp và hiếp. Y vậy. Hiếp rồi giết. Nè. Đây. Bây giờ là muốn nói gì cho nói đó. Nói nào ngay. Nào giờ chính lầm tin con. Bây giờ chính chỉ có một điều. Thì ghê quá đúng rồi. Từ ngày sắp tới đừng lời quán chính nữa. Bây giờ chính đã buông ra cái lời đó, có nghĩa là chính đã quyết định là chính giống như lánh mặt tụi con luôn gì đúng không? Sợ là nói ra là đã đưa mình vào trong cái thế kẹt đó. Nhưng mà tới hồi đưa vô thế kẹt mà có lỗi rồi, tự nhiên muốn quay đầu lại để xin lỗi mình là cũng hơi bị khó đó. Đúng chính rồi, nha. Đúng rồi. Nha. Bây giờ nói cho mọi người nghe, mọi người đã coi được hết cái đoạn clip trong cái điện thoại của bà Đại rồi phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Là hai người chứ là ai nữa? Thì đúng, đúng. Đó, đó, rồi khỏi xử nữa xong. Bậy, nói vậy là bậy. Nghe, mày coi chừng tao hiếp luôn mày luôn đi. Trời ơi. Đây là cướp, đây là hiếp và hai đứa cướp. Đây, bây giờ nè, cho tụi nó coi. Được. Đây, cho mọi người coi lại đàng hoàng ha. Hồi nãy là giống vậy hả? Cái clip này là clip người ta đã dựng xong hết rồi, còn đây là clip nguyên thủy giết, cướp và hiếp nó nằm ở trong này. Ủa có dựng nữa hả? Đây cái clip này dựng, còn đây là góc nè, góc nó ghê hơn. Đây là bản góc. Đây góc ghê hơn. Đây mở lên coi đi. Coi nhớ trả nha. Ê ê, bài ruột. Tăng 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 tăng. Ê ca sĩ Đàm Hiền, Đàm Hiền. Đàm Hiền. Ôi giời, ôi giời. Tăng 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 tăng. Ê, hai đứa xuất hiện kìa. Đó. Ê, không. Thằng lụng lên hình đẹp trai mày. Còn mang cái dép xấu mày. Xấu không đẹp. Ê, nó giết người. Ủa, giống mấy khuôn clip bà luôn nè. Sao, sao? Ê, vợ kia là thấy ớt thôi. Nó giết kìa. Trời, ủa, ủa là sao? Ê, 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 ê. Anh này, tụi bay đừng có, tụi bay là tụi bay đóng phim nha. Phim ca nhạc mà ta. Ủa, mới biết à? Đây là phim ca nhạc. Ca sĩ Đàm Hiền. Đây, giang hồ đại náo. Hai, khoan, tụi bay đừng có nghe lời nó đánh tráo khái niệm ha. Nó là giang hồ, biết đâu đoàn phim người ta mướn giang hồ thiệt, người ta đóng phim sao? À đúng rồi, lỡ hai người giang hồ thiệt đó, giang người ta mời hai người. Không, không, bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng, thói côn đồ liền thấy không? Thằng nào mà lên tiếng một cái người ta bắt đứng lên đây quạt, người ta nóng lắm mày nghe, đứng lên quạt luôn á, người nóng rồi nha. Nè, nói lại cho nghe, bằng chứng đâu để nói tụi này là giang hồ? Đó, chứng là tụi nó có xăm hình. Trong clip xăm hình, trong clip có xăm hình. Đúng rồi, xăm hình là giang hồ. Nói xong hết chưa? Nói xong hết chưa? Rồi. Xăm mình thôi mà. Đúng rồi. Xăm mình là tôi đã giải thích rồi, hôm qua tôi giải thích rồi đúng không? Nhưng mà người ta đâu có tính, giang hồ đâu có tính. Đây, giang hồ là phải có xăm mình. Đúng rồi. Thì nếu mà xăm mình nó mới ra được một giang hồ. Ngầu. Đó, thì bây giờ đóng phim là phải có xăm mình, chuyện bình thường. À. Hay chưa? Ôi, bự quá, bự quá, bự quá. Ê, con cá ngựa nó có cái dãy nó dính. Ê, gì vậy?
Hình này nó chưa nói lên một giang hồ thứ thiệt đây. Đây mới là chỉ đại thứ thiệt đây nè. Đây nè, nhìn 2, 3. Con cọp này ghê nè. Của tôi hả? Lặng nghe tôi phân tích nè. Bây giờ tôi hỏi mọi người, có ai là con gái mà đi xăm hình không? Hả? Chỉ có giang hồ mới xăm hình. Con gái mà xăm hình là giang hồ. Đó đó. Mọi người ngộ quá. Đã tôi nói tôi đóng vai giang hồ là tôi phải quá thân vào nhân vật. Mà một khi tôi muốn quá thân vào nhân vật thì tôi phải làm sao cho giống nhân vật thiệt là giống. Bây giờ mày hỏi mấy ông bà nội này có thích ăn thịt cọp không? Hoặc là nấu xương cao vậy mà cho mọi người miếng về đi. Rã mọi thứ miếng nè để tôi kỳ. Cao hổ cốt, cao hổ cốt đó. Ai thích cái cốt đầu gỡ ra miếng nè, về nè, sao? Tháo ra được luôn nè. Gỡ được luôn nè. Ơi, kỳ quá. Trong nhau kìa. Ngồi xuống. Trời ơi, mùa hồ muốn bắt con cọp tôi về làm thịt hay vậy? Mày nó gán má ơi, nó gán rồi. Đây, tôi đã nói giải thích hôm qua rồi, thấy không? Một hình xăm cũng không nói lên được một tính cách của con người. Phải. Hình xăm bây giờ là nghệ thuật của những người trẻ. Phải. Người ta có một kỷ niệm hoặc một ký ức gì đó, người ta sẽ xăm lên người. Và hình xăm không thể nào đánh giá một con người ta là một con người xấu, một con người bại hoại của xã hội được. Phải. Hình xăm bây giờ là nghệ thuật. Đúng. Ba. Đúng rồi, đúng. Bà mang tiếng là gì? Hợp lý. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Bây giờ hai lên ca đi. Đại à đại, đại sớm sát quá đại. Giờ xử sao vụ này đại? Thì chẳng qua là tôi thương hàng xóm láng giềng thôi. Tôi nói cho mọi người đề phòng thôi. Lỡ mai có giang hồ thiệt thì người ta còn biết đối phó. Đúng. Tôi công nhận là đó chính là cái tốt của chị. Chị muốn cho cái thôn với cái xóm của mình là nó yên ổn. Em hiểu ý chị đó. Hiểu, nhưng mà bà là đúng là đồ tào lao. Bà bây giờ không còn là tên đại nữa. Bà là trùm đại nổ. Thấy không? Bà đang giống như tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn vào bà. Không hay nè. Đúng rồi, tự nhiên người ta làm diễn viên cái bà đi nói người ta giang hồ tâm linh. Sớm mình có một diễn viên vậy là quá hay rồi bà con ơi. Khoan, còn một thông tin này nữa. Nếu như thông tin này được đưa ra chắc chắn mọi người không ai phải tốn 5.000 tiền cà phê cả. Ơ vậy hả? Thông tin gì? Chị đại, chị đã thua tụi tôi rồi, 5 tỷ của chị đâu? 5 tỷ. 5 tỷ. Nãy mày mới đặt tên gì? Đại. Đại nổ. Ừ. Thì tao nổ làm gì có 5 tỷ mà đưa. Trời ơi. Xong. Thôi, tôi nói thẳng chị luôn á. Hôm qua là hai đứa tụi tôi thấy chị cương quá. Cho nên tôi chiều theo chị cho chị vui thôi. Để coi thử chị nổ đến mức độ nào. Rồi tôi sẵn đây tôi giặt mặt cho mọi người xem chị là bà tàu lao. Tàu lao nhất luôn á. Nhưng mà thôi, qua sự việc này rồi á, thì mọi người cũng phải suy nghĩ và nhìn nhận. Đừng ở trong mặt mà bắt hình dong. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi là trời, đẻ nó ra làm con trai chi, bắt lấy vợ chi giờ khổ. Tại em đó nên duyên mình vợ gian. Cạch bầm bầm chen. Em nào mong mơ quyền quý cao sang. Chạch bầm bầm chạch. Cái gì đó ông già? Sao vậy? Cái mặt ngoài sao vậy? Trời ơi sao tự nhiên giống như bị mèo quào vậy? Mèo nào mà quào? Chứ ai quào? Thì em bữa đó nhậu xỉn về tối nằm ngủ cho chết. Vợ nó khều sao làm ăn gì được đâu. Tự nhiên nổ quạo lên, nó quạo đầy mặt đầy mai nữa. Bởi vì cũng tội nghiệp cho con vợ, bây gặp cái thằng chồng tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt, không quan tâm tới chuyện hạnh phúc gia đình gì hết trơn á. Trời ơi, tội nó lắm dữ lắm á, tội á. Phải rồi, nếu mà không biết quan tâm đến hạnh phúc gia đình thì tôi đâu đi làm kiếm tiền mà lo cho nó. Lo cái chuyện là lo cái chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày, còn cái chuyện vợ chồng hạnh phúc là phải biết thường xuyên trao đổi với vợ mình, hiểu không? Thôi, chú nói hay quá. Chú là bản thân chú được kìa. Rồi, hiểu luôn ha. Con mắt dễ thương quá. Dạ. Đừng nói với con là mắt đó là mắt thức đêm rồi bị thành cú mèo nha. Không phải, cái này là tối hôm qua coi như là xỉn quá rồi, coi như là không có biết trời trăng mây nước gì hết trơn á trời. Cho nên bả là đi đụng bả vậy thôi. Trời ơi, chứ vợ chú nghe. Chú nói mà hét một cái là ra lửa luôn á. Phải rồi, ai hét ra lửa? Chú.
chú hét ra lửa rồi bà thổi cái là cái lửa tắt mất tiêu luôn ha. Không có, cỡ bả mà chú rầy một cái là phải chú biểu đứng là đứng lạng hoàng, cãi lời chú là chú bẻ cái là gãy cổ luôn á, giờ ăn chơi hoài. Thôi mà, trời đất ơi, dương qua diễu võ hoài, ai mà không biết đâu ở đó mà tào lao. Bây giờ tôi đang nản nè. Nản gì? Nản là tại vì cuộc sống của mình đang rất là phong luôn, rất là thoải mái. Tự nhiên bây giờ cuộc sống là bị gò bó, cái gì mình cũng phải làm, cái gì mình cũng phải lệ thuộc, cái hở chút cái gì mình cũng phải sợ. Ủa mà mình là đàn ông mà làm gì phải sợ trời. Mừng cho cái sự lệ thuộc đi, coi như là bây giờ mình phải biết làm sao để mình thay đổi lại để cho vợ mình nó nể mình, đó là vấn đề cần phải nói. Ồ nàng ngộ ha. Sao ngộ? Nàng đổi chiêu qua nước xuống luôn hả? Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ đi. Đâu được rồi. Trắng trắng không? Trắng trắng nhưng mà không phải, nước suối đã hửi thử coi. Trời gan vậy. Đó, chiêu là nằm ở chỗ này nè. Hay vậy. Thay vì mình để chai rượu thường xuyên, bà thấy đúng không? Bây giờ mình đổ nước trong cái bình này ra, mình chế rượu vô, mình đi trước mặt bà không tưởng mình, bà hỏi uống gì? Nước suối. Bà thấy hiền bà để cho coi cho cầm vậy đó. Mà cái này phải công nhận là chú cũng lì thiệt đó nha. Sao không lì mày? Là chú cũng can đảm chứ mà. Chứ còn gì nữa. Mà nếu mà chịu chơi vậy mà bắt gặp là cũng hơi bị căng lắm ha. Ừ. Nhưng mà tôi là thiệt, tôi là cháu chú, tôi đâu thua chứ được. Mình uống như vậy là làm sao mình đông đo được, thấy không? Đây. Uống khang khang được rồi. Bậy, thấy không? Đó, đây, đây, nè. Trời ơi, làm như là hửi được cái mùi hay sao ta? Trời đất ơi. Chú cháu nha, mình nhậu bao nhiêu lâu rồi mình phải hiểu được cái tâm tấm nhau chứ, thấy không? Hay hay. Bây giờ chú một ly nè, chú một ly nè. Rồi. Đó là chú rất đi. Chú là chủ là chú sao, còn con là khách là trước đó. Rồi. Rồi. Rồi, vô. Khoan, từ từ, từ từ. Rồi, rồi. Khoan đã. Gì nữa? Vợ đâu có nhà đâu, có không? Nó đang ở sao mà. Rồi nó đang ở sao, bây giờ mình ngồi trước này là không nguy hiểm. Sao, không sao. Đừng có bài biện chi cho nhiều hết. Cứ nói là mình uống nước suối tại mình thèm rượu mình uống nước suối. Ờ. Nhớ nghe. Ờ, vô cái nước suối đi. Trời ơi, nó đã. Mà dòng cái thứ mà ngồi kêu vậy nè, mà rượu đế mà nó ngon vậy nè, là mình phải có khô cá đuối. Đúng rồi, làm gì bây giờ mà có khô cá đuối được. Ê mà cái giọng uống lén nó ngon gì đâu á. Ngon chứ. Để mà mình đáp lại cái tấm chân tình của nhau á. Mà nếu mà không có cá đuối thì nó hơi bị lầy. Nó hơi bị giống thiếu, như thiếu cái gì. Thiếu đúng không? Ờ đúng rồi. Trời giỡn hoài. Trời ơi. Trời có chiêu. Trời có chiêu luôn đó, hay quá vậy. Chắc chắn là tôi thấy thế nào mà thấy tôi than giảng chút xíu là có bạn mặt của chú ra. Mà chắc chắn là nếu mà chú ra là chú phải mò qua đây. Đúng rồi. Mà chú mò qua đây là chắc chắn là phải có rượu. Đúng vậy. Mà nếu có rượu mà không có mồi thì đâu có được. Đúng luôn. Đó, tôi chuẩn bị sẵn này nè. Đó. Nhưng mà hơi lạc lẽo chút nha. Không sao. Lạc lẽo phải không? Ừ. Muốn chấm không? Ừ. Tao đem sẵn luôn, tao biết thế nào không có chứ bộ. Đó. Trời đất ơi. Ê, cô có đuôi chấm mắm mè. Trời đất. Sư phụ. Trời ơi, ông đúng là sư phụ. Tao trẻ, tôi cảm ơn. À, hay quá. Làm hết hồn hoài. Bây giờ tôi nói thiệt với chú một điều nè. Cái gì? Bây giờ mình phải tìm cách để mà mình triệt để. Bây giờ con có cách gì không? Mình không sợ vợ nữa. Đúng rồi. Đây, bằng cách này nói mình ra gặp thẳng ngay con vợ mình đó. Gặp thẳng ngay nó, chỉ vào trong mặt nó. Chỉ vào trong mặt nó. Ê ê, con tiện tay. Con tiện tay. Bữa nay tao muốn nhậu. Bữa nay tao muốn nhậu được không? Được không? Nếu nó nói không. Nếu nó nói không mình nghỉ nhậu. Cái gì với ông nội? Trời đất ơi, con tệ lắm. Con tưởng cái cách của con hay cuối cùng là cách con dở ẹt. Chú nói với con à. Dạ sao? Nếu mà chú chỉ thẳng vô mặt vợ chú mà chú nói chú muốn nhậu, nó mà cãi lời chú giả vô mặt nó liền. Lấy cái ly cầm sẵn chọi vô mặt nó luôn á, đừng có giữ mặt với chú. Hay quá. Trời. Ơi. Vậy chú nói xong rồi chú uống. Không, để xuống. Không thì mình uống mà. Tình yêu gió thổi đầu non, muốn gài độ nhậu mà. Ai sao kìa. Hay quá ha, hay quá ha. Xoay qua đây. Đó, có tin là đi. Tôi dậm một cái nó thành con gấu trúc luôn không? Hả? Phan đi, cái chai nè, có sẵn nè, đó, ly nè. Hay quá. Mày. Nói xấu vợ chứ cố vô. Không sợ. Ngồi dưới đất mà nhậu được luôn mới ghê chứ. Đó, không có nhậu rồi nha. Cái này là không có nhậu à. Ừ. Chứ làm gì?
Nước suối nghe. Nước suối. Bây giờ không tin được cái chai nước suối cho nè, nước suối nè. Đàng hoàng đây nè. Cái gì? Khoan, chưa đưa đây. Đưa cái chai ra đây. Cô đưa đây con. Mắc cười quá. Nó nói chai nước suối không tin phải không? Lấy ly nụ đi. Nè, lấy ly nụ thử ra con. Kìa, đưa cho vợ mày nó uống. Không có nhậu nha. Sao mình? Ổn không mình? Ổn chứ. Trời ơi, uống nước suối mà ăn với cô. Trời ngon ơi, nó mà. Ngon lắm hả? Ngon, lâu lâu tào tháo dí chút xíu vậy thôi à. Nè, ăn miếng khô đi. Hả? Ăn miếng khô đi, em đút nước suối cho uống. Thôi chắc khỏi đi. Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha, nha. Đứng lên. Đứng lên. Đau. Không? Bể rạ không? Nè, hay sao? Sao nghĩ làm sao mà đi nói như vậy mà mình tin hả sao? Trời ơi, nghĩ làm sao mà ở xứ mình mà đi chơi sang mà uống nước suối, nước tinh khiết, đồ này nọ làm ghê. Wow, cái nướng con mực ngon. Sáo cho con mượn cái hộp quẹt đi, con tưới, con rưới. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, không cho nhậu rồi làm dữ rồi, nãy giờ tôi uống được miếng nào đâu. Uống không? Thôi, trời. Đó là đổ đi, chẳng thà đổ vô đi. Đi cái gì? Thôi. Đi về. Đá vào lá cái gì dập bây giờ. Đây. Hốt ba cái này vô, vô trong nhà nằm sắp để chờ tôi. Trời ơi, nhìn thấy chán. Vô trong đó đi, quỳ gối chờ tôi. Chồng con gì đâu mà dại khó dễ sợ luôn à. Mốt có con sao dại? Thôi. Nhìn hai người này thấy chán thiệt á. Đúng là hết thuốc chữa mà. Mẹ ơi, làm cái gì tao nghĩ chút xíu mà cũng khóa tao nữa là sao? Cái đường thênh thang mà tại sao không đi? Trời ơi là trời. Ô, anh yêu em nhiều lắm. Yêu con mẹ già. Thôi đây gặp cô gái nè. Ba, vậy ba. Bữa nay dám chê tôi là con mẹ già nữa ha. Không có, bà nghe cái gì vậy đó? Người trong giấc mơ ta ngủ tao nói tầm bậy vậy thôi chứ đâu ai chê bà. Làm gì trẻ lắm vậy? Bà ở đây siêu đi vô kia làm tiếp nha. Làm cái gì? Đừng có xạo xạo. Đi ra đây ngủ vậy đó. Trời anh ngầm ngủ chút xíu bà làm thấy ghê quá. Thôi kệ đi, về tôi tạm tin là ông làm đi. Thôi, nghỉ tay ăn trưa. Nè nè nè. Bữa nay bà cho tôi ăn cơm mấy món gì vậy? Cá lóc nướng trùi. Wow, trời ơi cái món này nó đã lắm ha, cái này mình được. Trời ơi, có nha. Rượu nữa hả? Có rượu nữa cơ. Nè, uống đi nha. Bình thường tôi đâu có biết uống rượu đâu. Bữa nay tôi chơi với ông tới bến luôn nè. Bởi vì ông sắp đi xa. Đây, xong. Đâu có, tôi đâu có đi đâu đâu. Không có dự định cái gì hết. Trời ơi, đang ngồi trước mặt bà đây nè, đâu có đi đâu. Đi xa là đi xa mãi không về đó. Hiểu không? Đi luôn á. Đi đoàn tụ ông bà đó. Chưa có uống mà sao tự nhiên bà sai bà nói bậy bạ gì vậy? Thôi uống cái đi rồi tôi kể tiếp cho nghe. Chuyện này vui lắm. Vô. Rồi. Trời ơi, tê cái lưỡi. Tôi đã. Vô cái nữa đi. Vô cái đi. Cái nữa. Tôi tập uống rồi để mốt không có ông ở nhà tôi còn uống được với người khác. Ăn có thể ăn bậy mà nói không nói bậy được nha. Uống với người khác là uống với thằng nào hả? Uống thằng nào? Không nói bậy được nha. Ủa, đâu phải thằng mới biết uống rượu đâu trời. Trời, phụ nữ ở làng mình thiếu trai gì người biết uống rượu. Uống cho đã thèm ha. À, đã thèm. Cảm ơn ba má ở trên trời linh thiêng. Đặt cho con cái tên Sang mà con nghèo suốt mấy chục năm nay. Bây giờ chắc chắn cái thời cũng nó tới rồi hay sao. Tự nhiên bây giờ là, bữa nay là vợ con đưa cho con uống rượu này cái nọ nữa. Con kính ba má. Sắp sửa giàu rồi. Nhìn cái mặt ông á, tôi thấy hạnh phúc hơn hồi xưa ông gặp tôi luôn. Chứ còn gì nữa. Cuối cùng mê rượu hơn mê vợ đúng không? Có thể nói là như vậy. À, uống nó đi, uống đi. Uống nữa đã, hả? Uống cho đã đi. Uống cho đã đúng không? Lại kêu ai? Kêu ông bà, ba má hả? Sao ông kêu luôn cửu quyền thất tổ? Gì? Sắp đi gặp nguyên một họ luôn. Ôi bà, vừa phải tôi nghe bà. Tự nhiên nãy giờ tôi thấy bà nói bậy nhiều rồi đó nha. Bà đem rượu, bà đem cái mồi đó. Tự nhiên bây giờ bà trù tôi chết là sao? Mà chù chồng chết gì không hiểu nữa. Chứ bà mới vừa nói đó. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Hỏi. Ông sắp gặp ông bà mà ông giải rồi mà ông thèm rượu như vậy thì là vợ tôi thương ông, tôi phải cho ông uống cho đã để ông đi, ông không có quán trách gì tôi. Chưa mà tôi làm gì mà mới còn nhông nhỏng gì mà tự nhiên mà có gặp ông bà là sao? Tôi nói ông đừng buồn nghe. Bây giờ nè, bình thường á là tay chân ông á
nó đâu có bị gì đâu đúng không? Đúng rồi. Mà dạo này á nó hay bị rung gì nè đúng không? Nó rung gì nè đúng không? Đúng. Mà ông đâu có ăn chân gà đâu, ông đâu có thích chân gà đâu, đúng không? Đúng. Nó rung là tự dưng có cái bệnh ở trong người. Ủa rung là có cái bệnh hả? Thì đó, bác sĩ nói. Bác sĩ nói? Ừ. Ủa tôi đâu có đi khám bác sĩ đâu mà bác sĩ nói tôi. Ông không đi khám mà tôi đi khám. Mắc cười, bà nói chuyện tào lao. Tự nhiên bà đi khám bác sĩ rồi bác sĩ nói tôi bị bệnh là sao kỳ vậy? Này đi khám cho tôi. Xong rồi tôi mới nhờ là khám cho ông. Cái ông hỏi là bà có đem hình theo không? Cái tôi nói dạ có. Tôi lấy điện thoại ra, có hình tôi với ông ở trong đó đó. Tôi lấy cho coi. Bác sĩ, có bác sĩ phán là trời, nhìn cái người này là sắp đó, là mà có bệnh gì vậy má? Không tự nhiên bác sĩ rồi lấy hình trong điện thoại ra coi, tự nhiên nhìn cái hình rồi đoán ra bệnh là sao? Chưa hết đâu, cuối cùng ông coi hết những thứ đó, ông còn hỏi tôi một câu vậy nè. Bây giờ á, bà về bà theo dõi chồng bà, nếu mà ông có những cái biểu hiện này là coi như ông sắp đi chầu Diêm Vương rồi. Biểu hiện gì? Là tối ngủ đã dặm đúng không? Thì có, nhưng mà bà đừng có đi nói tùm lum mắc cỡ chết luôn á. Trời ơi, nhìn cái mặt ông kìa. Cái gì mặt sao? Hai con mắt kìa vàng khè luôn á, vàng như củ nghệ luôn á. Đâu, dở chân lên tôi coi coi. Ôi trời ơi, thấy ghê quá. Trời ơi, giống như bị hủi vậy đó. Cái gì vậy má? Chứ tự nhiên có bị hủi gì đó đây? Trời, cầm cái ly mà rung luôn kìa, thấy ghê chưa? Thấy không? Thì nó có rung, có rung chút đỉnh. Thấy không? Sắp chết rồi. Vậy là đúng như bác sĩ nói rồi. Bà nói thiệt, bây giờ bác sĩ nói là tôi còn sống được bao lâu nữa, bà nói thiệt đi. Bệnh của tôi bác sĩ nói trúng hết rồi, bà nói thiệt đi, tôi rất là sợ đó, bà hiểu không? Cái gì đâu mà làm quá vậy, trước sau gì cũng đi. Bây giờ người ở trong người là rượu đầy hết rồi, có bỏ được đâu. Hôm nay ông nói tuần lễ ông không nhậu chứ tôi thấy ông cũng lén ông nhậu hoài. Bữa nay tôi đem ra cho ông uống cho đã, hiểu không? Rồi đi mới mốt khỏi quán trách, rồi tôi chăm sóc tới nơi tới chốn luôn nè, đồ ăn ngon nè, món khoái khẩu nè. Nghĩa là bây giờ là nếu mà uống rượu thì là 1-2 ngày là chết. Đúng rồi. Còn nếu mà không uống thì từ sống được từ 1 tới 2 năm. Cả chục năm luôn không chừng á. Mà nếu ông bỏ rượu, mà tôi biết ông đâu bỏ được. Sao không được nè? Bỏ là bỏ chứ mắc mớ gì. Sao đỡ ổn vậy? Ông đó từng nói là rượu như là máu vậy mà. Giờ thiếu máu sao ông sống? Đúng không? Bây giờ ông tôi nói đây ông sợ ông bỏ vậy thôi. Một hồi không có tôi á là ông cũng giấu ông uống nữa. Ông lén ông đi uống nữa sao tôi biết? Khỏi. Tôi chợt nghĩ ra rồi. Hồi nãy giờ là bà rót, bà bắt tôi uống không đúng không? Bà muốn tôi chết sớm đúng không? Bà muốn tôi chết sớm để bà lấy thằng khác đúng không? Bà quen thằng nào? Bà nói rõ cho tôi biết coi thằng nào. Thấy không? Uống rượu cho cố vô, nó nhũng não rồi. Hình như là mấy ông học chung có ông thầy à. Uống vô xong hả là về quậy tanh bành, lúc nào cũng là nghĩ vợ là có thằng khác hết. Tôi hỏi bà tại sao nãy giờ bà không uống? Giờ tôi uống nè. Uống cho vui. Tôi nghĩ là bà cũng muốn chết vậy, đi cùng với tôi. Tôi đâu có điên trời. Tôi biết uống rượu là hại mà, rượu độc mà, uống chi mình chết với ông, để mình ông chết thôi chứ. Tôi thật sự không ngờ là con người của bà ác độc đến như vậy. Bà muốn cho tôi chết sớm lắm đúng không? Bà là một con ác phụ, bây giờ mới lòi cái mặt của bà ra. Sống với nhau biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới lòi cái mặt của bà ra. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông có bỏ rượu được không? Sao uống mà được? Chết thì mắc mớ gì phải uống. À, vậy thì bỏ đi. Bỏ thì bỏ. Gì vậy? Gì vậy? Bỏ nhưng mà bây giờ nó đang tới nữa rồi, Tới thì đi. Trời ơi, cái gì vậy? Cứ vậy hoài. Ông mà bỏ được tôi cùi liền. Nhìn thấy mấy anh chồng nhậu nhẹt, nhìn thấy quái trời đậu luôn. Bà ơi. Sao rồi? Chắc bệnh nặng lắm rồi bà ơi. Nó giống như cái Romine, không có kèm để được. Trời ơi, muốn nhẹp hết trơn rồi nè bà ơi. Rồi, chắc luôn rồi. Vậy là bệnh nặng lắm rồi, tôi nói mà không tin mà. Ông không có sống 2-3 ngày nữa đâu nha. Không chừng tối nay ông chết á. Trời ơi, thèm nhậu quá đi. Trong nhà này làm gì có con nít đâu mà khóc trời. Tiếng con nít khóc. Vậy là tiếng con ai vậy? Mình làm gì có con? Trời đất ơi, cái gì mà từ tiếng con nít mà chuyển qua tiếng phụ nữ ghê vậy? Ai? Ai làm gì vậy? Nổi da gà. Ê! Trời ơi, bà đã đâu, đứng ở đâu vậy?
Trời ơi, vợ ông đứng đây mà ông làm giống như tôi là cái dông vậy. Ông làm ông làm thế ghê vậy. Không phải, em ra đứng ở nào anh nào biết anh nào hay đâu. Chứ anh ra nào tôi cũng có nào biết nào hay đâu. Anh có nghe tiếng khóc không? Tiếng khóc của con nít đúng không? Đúng. Và bà thèm tiếng khóc nít thì làm ơn bà qua nhà anh trai Tương Sang bà nghe đi. Con nít bển kìa, hai mươi đứa kìa nó khóc bển, qua bển nghe đi trời ơi mệt quá. Không 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 không, đó là tiếng khóc của một đứa con nít lai đàn ông. Còn tôi nè, tôi khóc đó. Ủa nãy là về là em khóc hả? Đúng rồi. Ủa cái tiếng nãy là cái tiếng, không lẽ tiếng của anh trai Tư Sang? Ủa vậy không lẽ ổng bị con vợ ổng nắm đầu đánh rồi giờ ôm mặt khóc với mình nít? Trời ơi đàn ông gì cái thứ gì. Bởi tôi nói không đáng mặt đàn ông. Nè bà Sáu á, đúng là cái thứ làm cho bất hạnh cái gia đình. Người ta làm cho chồng người ta bất hạnh, còn tôi mới là người phụ nữ bất hạnh đây nè. Thì đúng rồi, phụ nữ cái gì? Ủa ai làm gì em bất hạnh hả? Tôi chưa nói đến cái chuyện mà em cấm tôi nhậu 3 ngày nay. Tôi thiệt với em là tôi thèm rượu tới mức độ mà tôi nhìn cái ly nước uống thôi mà tôi tưởng tượng như là rượu luôn. Em tính đâu, tôi buồn quá, tôi muốn cắm đầu xuống sông tôi chết luôn cho rồi á. Em vừa phải chết. Anh đừng có chết uổng, anh sống đi. Tôi mới là cái người đâm đầu xuống sông đó, tôi chết đây nè. Ủa làm gì? Ai mướn? Ai kêu? Không ai mướn hết á. Nhưng mà cuộc đời tôi coi như chôn vùi ở căn nhà này. Một cái căn nhà không bao giờ hiện diện tiếng khóc của trẻ con. Không chịu đẻ mà đâu có tiếng khóc trẻ con. Tôi lấy gì tôi đẻ? Thì có bầu rồi đẻ. Chắc tôi tự nhiên mình tôi có bầu được á. Tôi nói cho anh biết nha, anh là một cái người đàn ông, một cái người đàn ông vô sinh nè. Bà vô duyên nè. Bà đừng có vô duyên nha. Ê tôi là con một, tôi là con một nha, không có vô sinh nha. Tôi về tôi bét ba má tôi nha. Hả? Thì đó, ông là một cái người đàn ông vô sinh, ông báo hại cuộc đời tôi phải chôn vùi ở đây. Đã vậy ông là con một, ông còn báo hại gia đình ông tuyệt tử tuyệt tôn, phải là mang tội bất hiếu không? Ê nãy giờ tưởng nó nói giỡn là tôi bỏ qua nghe. Cái gì? Nghe, tôi bỏ qua nghe, đừng bao giờ mà nhắc tới cái vụ đó nghe. Ê, con một trong gia đình mà nói tôi vô sinh là sao là tôi quạo nghe, tôi quạo nha. Cái này em nói thiệt, em mới đi khám bác sĩ hồi chiều á, bác sĩ nói với em á là em là một người phụ nữ bình thường, cho dù có hơi mập một tí. Cái em mới nói chứ mập có ảnh hưởng gì tới cái chuyện sinh con không? Ờ bác sĩ nói không, cô là một người phụ nữ bình thường, cô có thể sinh con mà sinh con đàn cho đóng luôn, nhưng mà do đối tác của cô không có được bình thường. Ê bà đi khám nhà một bác sĩ tào lao rồi đây nè, đây khỏe như trâu nha, khỏe như trâu, ngày nhậu ba cử nha, cỡ mình tôi là mỗi một cử mà 2 lít là tôi cưa đủ luôn. Nhưng bác sĩ nói với tôi á gì? Là cái trứng của tôi nó bị điếc là bởi vì do tôi hửi mùi rượu quá nên đâm ra cái trứng của tôi nó xỉn theo. Lại tào lao trời đất ơi, làm gì mà hửi mà rượu tới mức độ mà trứng mà nó cái gì nó bị lép, làm gì có. Tôi tức. Ôi tào lao trời ơi. Nhưng mà người ta nói là bởi vì ông nhậu nhiều nên cái con lòng rồng của ông nó bị cục cái đuôi, rồi cộng thêm cái trứng bị điếc của tôi nữa, năm nay tôi không có đẻ con được, ông hiểu không? Do nó không đúng thời điểm chứ làm gì mà cái rồng rồng mà không có đuôi làm sao nó bơi. Nhiều khi nó lăn lăn thì nó lăn thì cũng phải có bầu, cũng phải gặp trứng chứ. Nó lăn không có lên dốc được. Trời ơi thì nó lăn vậy đi thôi. Mình à, hả? Nãy giờ hai vợ chồng mình tranh luận về đủ rồi. Đưa tay ra cho em. Mình ơi, mình có thấy gì không? Tối thui. Đúng rồi, trời tối thui là trời đã về khuya. Trăng đã lên qua khỏi ngọn xoài rồi. Xoài à. Đúng rồi. Mình à, hai vợ chồng mình ở với nhau một đêm nữa thôi. Đêm nay là đêm cuối cùng. Ngày mai em sẽ sang ngang rồi. Ôi da. Sao mang gì vậy? Sang ngang là sao? Hả? Ồ. Hả? Ê, vừa phải nha. Bắt đầu là tự nhiên ngán tôi phải không? Chán tôi bắt đầu muốn đi ngoại tỉnh gì? Đêm cuối là sao? Rồi mai sang ngang là sao? Mình thông cảm cho em đi. Em phải sang ngang để tìm người có thể làm nở những cái trứng của em bằng những con lòng rồng có đuôi. Nha. Vậy bây giờ rốt cuộc là sao? Là em sẽ lấy cái người nào mà có thể làm cho em có bầu đẻ con được, rồi em phải có con có cháu để gia đình em còn có cháu cũng để bồng chứ. Vậy bây giờ em dục ở đâu? Em đâu có biết. Em chỉ biết là đêm nay là đêm cuối cùng. Em vô nha, em chuẩn bị đồ mai em đi sang ngang rồi. Ê. Ủa rốt cuộc là tự nhiên bỏ đi thiệt hả? Hửi mùi rượu, trứng bị lép, rồng rồng không có đuôi. Không lẽ tôi vô sinh thiệt hả ta? Trời ơi, cái gì vậy? Đi nhanh lên.
lý gì rề rề với đàn bà vậy? Nè nè, tôi hỏi bà, bộ bà muốn tôi chết lắm sao bà tự nhiên bà xuống tôi đi bác sĩ gì cho lẹ dữ vậy? Bác sĩ chờ, bác sĩ chờ kệ ta đó. Ê mà công nhận nghe, Phước ông cũng lớn ghê luôn á. Tối hôm qua tưởng đi mất tiêu rồi, là mua nãy chuối xanh thủ sẵn. Trời ơi, bà mua chuối luôn nữa hả? Thì bà muốn tôi chết luôn hả bà? Nhưng mà tôi nói Phước ông lớn, cho nên ông sống nhăn răng tới giờ này nè. Bây giờ đi lên khám bác sĩ coi làm sao. Mà chắc tôi nghĩ cũng không lâu nữa đâu. Thôi đi. Cái gì vậy? Bà ác quá. Chú Tư. Ê! Chú Tư ơi. Ê! Con thiệt đó. Đi đi ơi là đi. Gì vậy? Chú sắp chết rồi đi ơi. Chú sắp chết rồi đi ơi. Trời ơi. Sao gia đình chú bất hạnh quá vậy? Còn con. Con sao? Con bây giờ con đã bị vô sinh rồi. Ê! Mày bị vô sinh hả? Dạ. Con bị vô sinh rồi. Ồ. Bây giờ là cái đám nồng nồng của con nó bị đứt đuôi hết rồi. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Chú cũng bất hạnh quá đi. Hồi tối qua bà mua mấy nải chuối vậy? Điên rồi hả? Một mình ông đi tôi mua cho ông thôi chứ. Sao bà mua một nải, bà phải mua hai nải chứ. Để cho nó đi cho có bạn ở dưới mình. Tôi lẻ loi tôi lạ lắm, không ai quen với tôi hết trơn hết rồi. Mua cho ai? Mua cho con. Làm gì? Nãy chú xanh dằn bụng. Dằn bụng luôn á. Tao lao à. Chú đi mình tự nhiên kêu con chi vậy? Đi theo ổng cho vui đi, mày nhậu chung. Tao lao. Tao bị vô sinh chứ tao bị ung thư gan, tao tự nhiên cái đưa tao đi theo. Vô sinh cũng chết rồi con ơi, vô sinh cũng chết. Nhưng mà không, vô sinh đâu có chết. Vô sinh có thể chữa được. Nhưng mà con nghe đó nghe. Ổng á thì là ổng sắp đi rồi. Còn con á, con vô sinh rồi từ từ con cũng đi theo thôi. Bởi vì á mày là bạn nhậu với ổng. Nghiền lắm. Thím, thím chơi hơi lố rồi nha thím. Chú Tư lên trên đó gặp bác sĩ nói không có bệnh lộ không. Yên tâm đi, em sẽ nhanh với ông bác sĩ rồi. Không mong anh nói nữa nha, có gì đâu. Nếu mày nói thì sao mà thằng quỷ này nó nghe. Nghĩ sao mà vô sinh, tướng hai đứa bay mà sáp lại cho nó đẻ lúc nhúc, nhúc kiệt luôn á chở. Nhưng vậy mới sợ, để mà không nhậu nữa. Để còn ráng được thì còn hù ổng nữa, để cho ông sợ nữa thím ơi, bỏ luôn. Thằng chả đang làm gì vậy? Làm sao biết được, tưởng mình uống trà đá. Ê! Làm cái gì mà nắm tay nắm chân ôm ấp như bê đê vậy trời? Khát nước thì uống chứ cái gì đâu. Uống nước. Uống nước chứ. Trà đá. Hai nãy giờ con đứng con nói chuyện con cũng khát quá. Để tôi đi mua cái khác cho. Thôi đưa đây, vợ chồng uống chung có sao đâu. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Ây da, ây da, ây da. Dầu đó tím. Cái gì? Cái gì? Giờ này mà còn ngủ trời ơi. Trời ơi. Chết anh ơi, mà không sợ hả? Lỡ rồi. Trước cũng chết, sau cũng chết. Uống cho đã rồi chết. Trời ơi. Chẳng thà như vậy. Trước cũng vô sinh, sau cũng vô sinh. Uống cho đã đi rồi, sinh nó vô cũng không được. Không sao hết. Quyết định vậy đi. Vậy đi. Ôi. Vô. Bỏ tay. Ê. Trời. Máu người ta đó má. Trời ơi sao. Sao kỳ vậy? Bất ngờ. Bất ngờ cái gì cơ? Kỳ hả? Nè. Ê, tiền của ta đó. Đúng là hết thuốc chữa. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Trời ơi. Trời đất ơi. Ở đây phải quê tôi không trời? Chào cô. Ôi. Tôi là Tân, cháu của bà Sáu cô đơn á. Ủa, em vừa hỏi với anh luôn. Anh thật là cởi mở. Em chào anh. Không, em rờ có phải anh người thiệt không? Tại đây em chưa thấy ai đẹp trai như anh. Cảm ơn cô. Hèn chi thấy lạ quá. Anh cháu của dì Sáu cô đơn hả? Đúng rồi, tôi ở thành phố về chơi nè. Chu cha, bởi vì cái nét thành phố nó lạ hơn nét dưới quê tụi em phèn dữ lắm. Anh chưa có nhúng phèn. Không, sao tôi thấy cô dễ thương mà. Dạ, em cảm ơn anh, em dễ thương lắm hả? Ây da. Cô bị sao vậy? Anh ơi. Cô bị sao anh vậy? Anh ơi, anh đỡ bên đây nè, anh đỡ bên đây nè. Dạ đúng rồi. Ôi da trời em mệt quá. Anh mệt mệt. Cô bị sao vậy? Trời ơi là trời ơi, nó đã. Trời ơi cái mùi trai nó. Dạ không có gì.
À, thôi chắc cô không sao đâu. À, anh ơi, cô làm gì làm đi nha. À, dạ anh tôi nói làm sao? Gì của tôi. Dạ anh nói sao thì em nghe vậy ạ. À, má ơi tôi hết muốn đi bán heo luôn rồi, trời ơi trời ơi. Anh ơi. Ủa cô bị sao vậy? Cái gì vậy? Ê, à, dạ. Nhỏ này nhỏ khùng trong xóm. Anh làm việc anh đi. Đi gặp đi. Mày đi hả mày? Mày đi hả mày? Cái gì? Mày lo mày đi bán gà đi. Vô viện bán gà thôi, kệ tôi. Ra coi. Đi ra coi. Mày anh. Anh gì mà anh? Mày lo mày đi bán gà đi nha mày. Bà không lo bán heo đứng đây làm gì? Heo giờ này chưa có mần thịt, lấy gì bán? Nhúng chai hả? Ê ê ê ê. Cái gì? Của tao nha, tao phát hiện ra ảnh trước nha. Biết ảnh ở đâu ra không? Ai vậy? Ai vậy? Anh Tân. Anh Tân. Ai Tân? Ở thành phố mới gì à? Cháu của dì Sáu Cô Đơn. Dì Sáu Cô Đơn hả? Trời sao tôi ngồi tiền chất tẩy này nghe chi vậy con này? Anh ơi em nghe đó anh Tân. Cháu của dì Sáu Cô Đơn đúng không? Đúng rồi em. Em thân với dì Sáu Cô Đơn lắm. Dì Sáu Cô Đơn cũng khen hoài à. À em tên là Thắm. Đúng rồi, người nó hơi mắm lắm. Con này. Chứ gì nữa, mấy đứa Thắm á, người hơi mắm, còn em không phải như em là tên Hồng nha. Hồng Mảnh hay Lòng Thồng? Hai cô vui tính quá. Dạ đúng rồi, tụi em vui lắm. Anh ơi, bây giờ trời xanh mây trắng như này á, anh có thể cho em làm quen với anh được không? Trời, con gái dưới quê mà nói chuyện mạnh bạo vậy. Nó thứ vậy đó, gặp tôi trai làm là em. Con gái dưới quê là phải e dè ngại ngùng xíu với lại nhỏ nhắn xíu chứ. Anh nói lúc này tự nhiên em thấy em tuổi thân quá, em thấy em dày cơm á anh. Tôi không có ý đó đâu. Dạ không, kệ đó đi, anh quan tâm em nè, em hâm gà. Ê, anh đừng nghĩ vậy nha, ý em là em bán gà, em 28 tuổi, nói chung em vẫn chưa có một mối tình dắt dai nào hết á. Bị ế anh. Ý là đường tình em sạch sẽ, vẫn chưa có ai đi qua hết á. Nếu như anh muốn á, thì anh cứ lướt qua, anh dừng đèn đỏ, không có dừng ở đó, vĩnh viễn luôn cũng được. Ê, qua đây mày. Anh, tuy em có lớn nó 2 tuổi nhưng mà em chưa có kinh nghiệm tình ái. Dạ. Em thì Thùy Mị Đan Trang Nít Na Công Dung Ngôn Hạnh Tam Tòng Tứ Đức, nói chung là cái gì người ta có em có, mà cái gì người ta không có em cũng có. Dạ. Ý là nhưng mà nó bán thịt heo luôn dở hơn thịt gà đúng không anh? Mày điên dạ. Hả mày? Anh thì thịt heo ngon lắm, ba gọi cút xương của mình nướng cũng được, là mình chiên cũng được, mình xào mắm ruốc cũng ngon đó anh. Thôi hai cô yên đi. Cá chạy đâu mất tiêu hết rồi nè. Tôi nói cho hai cô biết nha, tôi không có thích ăn thịt heo hay là thịt gà gì hết á. Chứ anh ăn gì? Tôi chỉ thích ăn cá thôi. Anh thích ăn cá hả? Vậy thì á, em sẽ chui vô lưới của anh nè. Nè, anh bắt em đi, em ăn em nè. Không, anh ơi, em tình nguyện em làm một con cá mập. Em quấn vô lưới của anh, em quấn vòng như vậy nè. Anh là của anh ơi, anh là của em, anh là của em. Con hai cô biến quái quá vậy. Anh là của em. Anh bỏ đi. Tại mày hết á. Tại mày hết á. Tại mày á. Tại mày. Mày bỏ cái nhỏ ra mày nói chuyện ra. Bu ra. Tráng sĩ ơi. Tráng sĩ đợi em với. Hai cô á, đừng theo tôi nữa, phiền quá. Mày như vậy hả vậy? Mày ngon mày vô đây. Mày vô đây. Tráng sĩ. Dạ. Tráng sĩ ơi. Dạ. Buông ra. Mày buông ra. Mày buông ra chưa? Mày buông tao ra. Giờ đến 1, 2, 3 là buông nha. Trời mày luôn á. 1, 2, 3. Dạ. Ui da. Tráng sĩ ơi. Tại sao chàng lại bỏ em đi như vậy? Chàng ơi hãy về đây bên em. Em có con cá thật to. Em sẽ nấu canh cho chàng. Sẽ có cá cho chàng ăn cơm nha. Tráng sĩ ơi. Cá đó cá nuôi nó không có ngon đâu. Nó tanh lắm Tráng sĩ ơi. Cá của em nè. Cá phi. Cá phi gì mày? Cá bên trong phi hả? Cá rô phi. À thì nói cá rô phi. Cá rô phi ngon lắm Tráng sĩ ơi. Tráng sĩ, bây giờ Tráng sĩ chỉ cần bước ra đây thôi, em sẽ nấu cá rô phi với bông điên điểm. Rồi bông súng. Súng cái đàn mày súng á. Ui da. Mày điên á. Mày nghĩ sao vậy? Tao nói cho mày nghe nè. Tao nhớ hồi xưa mà cái thứ như mày á, ở trong cái tuồng cải lương kêu mày là mấy cái con ngoại bang. Gì? Mày nghĩ sao? Con cá rô phi mà mày đi nấu với bông điên điển với bông súng.
Mày phải người quê này không vậy? Ê, nó nghe nè, giờ không có cách Linh đó thì mình nấu cái gì mình nấu được không bạn? Trời ơi, mắc cười quá cái hôm mày. Giờ sao? Sao? Nè, nó dứt nha, bỏ cuộc đi nha đánh mèo. Bây giờ hồi nãy đánh lộn mà còn đánh không lại nữa. Trời ơi, sao mày giành trai với tôi? Xin lỗi mày à, mày là cái con chi dơ, nghĩ làm sao vậy? Người ta đang đánh lộn tự nhiên đi giật cái dây thun quần. Hả? Tụ cái quần tao phải túm nó lại chứ. Ủa, nó nghe mình đánh không lại thì mình phải dùng trí óc chứ bạn, chứ làm sao? Tráng sĩ ơi, ra đây làm gì? Trời ơi, sao hai con sờ mau ế nhệ này. Làm cái gì mà vô đây la rần rần vậy tụi bay? Sao con nó nói chuyện giờ lắm con, chứ nó quánh lộn giành anh Tân. Mà nó nở lần nào nó bứt cái dây thun quần của con. Làm con phải lấy cái dây lạc này nè, cái con cái chụp cột lại cái quần của con. Được luôn hả? Được chứ. Cái dây lạc nào mà chịu nổi cái bụng của mày. Cái dây này nè, đó. Được luôn hả? Dạ, đáng lẽ là con cầm cá dài xuống vậy nè, mà con phải thắt vô cái bụng con rồi. Nè, hai đứa con gái xinh đẹp, dễ thương, ế nhệ. Nghe tao nói nè. Dạ. Tụi bay có muốn giành trai giành gái gì á? Dạ. Đi ra ngoài ruộng hay là ra bụi chuối, quýnh nhau đi. Trời ơi, hà cớ gì mà đi vô quán tôi làm rần rần vậy, khách nào dám vô uống hả? Tụi bay làm quá riết thằng Tân nó sợ luôn á, nó không dám ra đây, nó đứng nó coi quán cho tôi nữa. Sáu ơi, nếu như con là vợ của anh Tân thì chắc chắn con sẽ là cháu dâu của Sáu. Sáu nhìn con đi, rất là tiếc hạnh, người phụ nữ công dung ngôn hạnh là con, biết kính trên nhường dưới. Sáu lớn tuổi như vậy thì con sẽ phụng dưỡng Sáu, nấu cơm cho Sáu ăn hàng ngày. Còn nếu như sau này 600 tuổi già Sáu chết đi, con sẽ cúng cơm cho Sáu hàng ngày, con sẽ tụng kinh cho Sáu hàng ngày. Và Sáu ơi, Sáu biết không, cái nghề của con là gì? Nghề bán thịt heo. Tụi con tên là Hồng Thịt Heo. Giờ Sáu muốn ăn thịt heo sao? Nè, bắp gỏi nè, luộc nè, chấm mắm nêm nè, hay là thịt quay, thịt heo chiên là nó nướng. Thôi, được rồi. Bữa nay chính xác luôn là Sáu hiểu sao mày ế rồi. Sao tự nhiên mày duyên dáng quá đó. Tao đang khỏe mạnh như vậy mà nói tao 100 tuổi già tao chết. Trời ơi, trùng tôi hả? Ê, con. Dạ. Con tên Hồng đúng không? Dạ đúng rồi. Biệt danh là gì? Dạ Hồng Thịt Heo. Hồng Thịt Heo. Con nhìn Sáu đi, thấy chưa? Giống quá. Hồng giống. Sáu nhìn Sáu mà Sáu còn ngán nữa hả? Ủa ngán hả? Mà Sáu nhìn con hả? Sáu ớn thịt heo cái não luôn á. Cho nên bỏ cuộc đi, đừng có đeo đuổi thằng Tân nữa, khổ lắm. Nghe chưa, bỏ cuộc đi, đừng có đeo đuổi nữa Sáu. Sáu, nếu đây không phải là gu của Sáu thì con là gu của Sáu, đúng không? Chuẩn luôn. Bây giờ Sáu chỉ cần muốn ăn gà nha, Sáu hú con một tiếng. Trời ơi, gà quay nè, gà gỏi nè, gà nướng nè, gà gì con đem qua Sáu miễn phí hết luôn. Con cảm ơn Sáu. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Công nhận chiều cao con là ngon lành rồi đó. Dạ. Đầu xoay vòng Sáu coi coi. Dạ. Xoay coi. Ôi trời ơi. Con gái gì mà lưng dài vậy bay? Trời ơi, cái lưng dài mà cái chân ngắn vậy là làm biến chảy hay luôn đó. Sao? Kể cái này ta gọi là lưng dài đích sệ. Đúng rồi. Đích sệ như vậy đẻ phà đẻ cả đống cả lèn sao mà nuôi nổi. Đúng thôi, rồi. Dẹp mộng luôn đi. Đúng rồi. Nhưng mà Sáu ơi, bây giờ con muốn chồng á, con chỉ muốn vô kiếm ảnh thôi. Sao ơi, phải vô kiếm mà con đi luôn nha. Anh ơi. Trời ơi, hai con quỷ sao máu. Tụi bay có cần mà muốn chồng cuộn cuộn vậy không hả? Sao? Nó thấy tụi bay nó trốn mà còn mừng. Không, tao tưởng cái nhan sắc tụi bay vô là nó đổ quỷ nó chết rồi chứ. Không, tao không chịu đâu. Bây giờ con phải đi tìm anh chồng tương lai của con đây. Anh ơi. Sao? Con không thể nào là người đến sau được, bởi vì con là người biết anh Tân trước nó. Con đi đây. Trời. Cái con kia nó ôm nó nhảy rào được kìa. Mày nhảy rào coi chừng sập rào của tao với cái con thịt heo kia. Trời ơi, tội nghiệp thằng cháu tôi, đẹp trai làm chi cho khổ vậy. Bởi nó nói con trai ở xóm này mặc dù nó lên thành phố nó làm việc hết rồi, ở dưới đây còn dài thằng lèo tèo như Tân vậy đó. Mà gặp hai con quỷ này, trời ơi tội nghiệp nó quá đi á. Anh ơi, anh cứ ngồi đó đi ngang, chút xíu nữa cá chín em đem ra cho anh thưởng thức ngang. Thôi anh ơi, anh đừng có ăn cá của nó. Anh ăn cá rô phi của em nè, siêu ngon, siêu bổ luôn. Đảm bảo cho anh là ăn xong là khỏe liền, ăn xong là khỏe liền. Lạ. Già mồm hả mày? Còn mày, làm gì vậy? Anh ơi. Ê, con mày. Anh ơi, anh thích ăn cá chín hay cá hơi tái tái thôi? Đừng ăn cá của nó, cá của em nè. Hí, cái đầu mày á. Ảnh là của tao phát hiện ra ảnh trước nha, mày không có giành giật với tao à. Ủa,
cùng lắm thì một đứa chăn bông, một đứa lạnh lùng thôi. Không không không, tao không bao giờ chịu cái cảnh mà kiếp chồng chung như vậy hết, rất là khó xử. Nhưng mà nếu mà có giả sử là có chăn bông ha, hay là có lạnh lùng gì đó là tao sẽ là chăn bông. Ơi là trời, hai cô im lặng xíu được không? Tôi đã trốn ra đây ngồi thiền xíu rồi, cũng không yên nữa. Thì anh cứ ngồi thiền đó đi, tụi em đang tranh luận để giành anh. Anh có biết anh là đặc sản của cái vùng này không? Đúng rồi, cái vùng quê này á, trai đã hiếm rồi anh ơi. Mà trai đẹp như anh nó còn hiếm hơn nữa. Phải rồi, những người trai đẹp như anh là chỉ có cưới những cô gái ở trên thành phố á, nên tụi em đâu dám ngó đâu. Nhưng mà nếu mà anh thương tình á, không cho đường tí hương thì anh cho một tí hoa đây. Ê, con này hay, dê mày. Đúng rồi đó anh, không hương thì cũng cho một xíu xíu hoa đi anh. Đúng rồi, mình tình cảm với nhau đi. Đúng rồi, cành cây ngọn cỏ còn hữu tình với nhau, huống hồ gì chúng ta là người với nhau mà. Hai cô nói giống như là hai cô là yêu quái vậy trời. Trời, trời, đường tăng mà đi thỉnh kinh gặp hai cô chắc chịu trận luôn á. Không cần biết, không biết là yêu quái yêu tinh gì cũng được, chỉ cần là anh thích là được rồi. Hay là bây giờ anh thưởng thức món cá của tụi em đi, rồi tụi em thưởng thức anh. Đúng rồi. Anh ơi, cá chín rồi, em lấy cho anh ăn nghe. Dạ, anh cá, ăn cá. Rồi lấy cá ăn đi. Ôi, chịu ăn cá. Ăn cá rồi. Trời ơi, đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, con cá. Trời ơi. Chết tao rồi. Anh ơi, mặc con kệ. Con cá nó đen thui rồi. Bây giờ cá này á, mình gán chịu khó để mình ăn vẫn được, đúng không ta? Mình vẫn ăn được mà. Nè anh ăn đi, lỡ rồi hơi có hơi đen nhẹ, nhưng mà không sao đâu. Cái này gọi là hôn quê mà. Đúng rồi, dân giả anh. Dạ đúng rồi. À, nữ công gia chánh đây đúng không? Nữ dạ, công đúng, gia chánh dạ. Là ăn than đúng không? Anh kinh nhưng mà em khét rồi, mình nướng lại con cá. Đúng rồi, dễ mà. Thôi mệt quá, hai cô đừng làm phiền tôi nữa. Anh ơi. Tại mày hết á. Phiền thế này, đúng phiền luôn á. Thiệt tình. Tráng sĩ ơi. Tráng sĩ có ở dưới đây không? Đây là chỗ mà chúng ta câu cá mà. Tráng sĩ. Tráng. Sao tao mưa mày mà tao cứ gặp mày hoài vậy con kia? Mày hay quá, mày hù tráng sĩ chạy đó. Cái thứ của mày mới là hù anh chạy á. Mày á. Cái mệt quá à. Mệt quá à, tráng sĩ đi mất tiêu rồi nè. Mức độ mà tìm cũng phải tìm chung chỗ nữa mày. Tráng sĩ ơi, tráng sĩ. Hai Cương có biết ở đây có chỗ nào có đầm sen không? Chị, em nói chị nghe nè, chị, ra đây, em nói chị nghe nè. Hai Cương có biết chỗ nào ở đây có đầm sen không? Đầm sen hả? Đầm sen quê em nhiều lắm. Đúng. Mà chị tìm đầm sen có chuyện gì ạ? Mà hai Cương có phải là thôn nữ ở vùng này không? Trời ơi, chuẩn thôn nữ luôn. Dạ, chuẩn luôn á. Chị tìm đầm sen, đầm súng để chị chụp một bộ hình kỷ niệm đó. Wow. Ê, cái này ở trên thành phố á, người ta hay có vụ mà mấy người trên thành phố về đây cái chụp hình á, thôn nữ với bông sen. Đúng rồi đó. Đâu, chị nói là chị đúng rồi đi. Đúng rồi đó. Ê, gà. Gì? Mày bán gà, mày nghe cái giọng này nó kỳ kỳ không? Cái giọng hả? Đúng rồi đó. Chị đúng rồi là em. Đúng rồi đó. Đó, thấy chưa, tao nghe nó mái mái làm sao á. Đó, kỳ kỳ ngộ nghe. Sao? Hình như là đây là một người không phải là người dùng mình mà. Nghe cái giọng rất quen nha. Rất thân. Người quen của hai cưng không nhận ra sao? Ủa gì vậy, có quen đâu. Chị là Tân, cháu của bà Sáu. Trời đất ơi. Ủa, tráng sĩ của hai Cương đây. Cái gì vậy trời? Tráng sĩ hả? Anh ơi, tráng sĩ ơi, hôm nay tráng sĩ bệnh sao vậy? Ủa, vẫn tươi như ngày nào mà. Đây không phải chồng tao mày ơi. Không phải chồng tao. Chồng mày đó, hôm bữa mày giật cái tao mà. Ủa, lỗi với tao vậy mà. Hai đứa, bây giờ hai đứa chụp với chị bộ ảnh hồ sen kỷ niệm nha. Rồi sau đó hai chị em chúng mình sẽ chơi banh đũa bún thun. Hả? Chơi banh đũa mà trời ơi, thiệt á, lâu lắm rồi
mới được sống thật con người của mình. Thiệt đó kìa, tôi chết tàu rồi. Đỡ bút khung kìa má ơi. Gà ơi, lấy chị đi gà ơi. Thôi mày lấy ỉnh đi. Thôi gà lấy đi. Tại okay, trường bị sao vậy? Dạ sao cứ đùng đẩy hoài vậy? Đâu có gì đâu. Thôi nha, đừng có đùng đẩy nha. À, chị nhớ là Hai Cưng thích làm cá lắm đúng không? Hai Cưng đứng lại để chị lấy lưới chài Hai Cưng nha. Đứa nào mà thắng thì chị cho làm vợ cả, đứa nào thua thì làm vợ hai. Không thích làm cá nữa mà thích làm cá thì bán cá rồi không có bán thịt heo. Hai đứa dành chị lắm mà. Không về bán thịt gạo với đâu mình bán không thích cá. Thôi. Hai đứa đừng có đùng đẩy cho nhau nữa. Chị ơi, chị bị tổn thương rồi đó. Chị ơi. Anh mày ơi, Sáu ơi, Sáu con Sáu ơi. Anh Chiên Hồng, tụi bay đi đâu ra đây đi. Sáu ơi. Trời ơi, Sáu đang hẹn bạn ra đi chơi nữa hả? Sáu không có. Ai vậy? Bạn Sáu á. Sáu. Thấy chưa? Thấy chưa? Thằng Tân. Tân nè. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cái áo tôi mới mua tôi chưa kịp giặt. Đúng rồi, đồ của Sáu. Trời ơi, lấy đồ của Sáu. Trời ơi, tủ Sáu nhiều đồ đẹp vậy mà Sáu giấu con nha. Trời ơi, trời ơi. Con bị bệnh hả? Mày tha son rồi đội tóc giả rồi bận đồ đàn bà vậy? Không, con không có BD, con là chồng của hai đứa này nè. Chồng của Hương Hồng mấy heo không phải con nha. Mẹ giờ hai đứa giành giật con đó sao? Đâu con có giành hết trơn nha. Bây giờ con mắc đi bán gà rồi chở mấy con gà của con. Mấy con gà của con còn chưa đi cho nó ăn nữa. Mày ơi, bây giờ mày bán gà đi. Đi bán gà nha, chúc gia đình mình hạnh phúc nha, đi bán gà rồi. Trời ơi, còn con sao? Con ở đây lại đây làm gì? Không nè Cưng, dạ. Bây giờ mắm là chơi cá rồi đó, Cưng sao? Dạ. Cưng muốn sao? Dạ, chị có tài đấm bóp dữ lắm đó nha. Dạ không dám đâu, em về bán thịt heo. Không dám đâu, em về bán thịt heo. Thôi con bán con bán thịt heo nha chứ con. Thôi ở lại chơi với chị nè. Dạ thôi con về sao rồi. Nè hai đứa. Ê chơi với chị. Trời ơi Tân. Sáu ơi là sao? Sao cái gì? Cha mẹ sinh ra không có tật. Tự nhiên tới từ từng tuổi này cái tự nhiên đổ bóng vậy con. Trời ơi, từ nhỏ tới lớn sao biết con mà. Trời ơi. Trời nhìn mày thấy ghê quá, nhìn như thằng biến thái. Á, còn cởi đồ đằng đây nữa thằng này. Khỏe gì đâu á. Trời ơi, Sáu không hiểu cho con thôi. Con phải làm như vậy á thì nó mới tha cho con được. Hai đứa đó như yêu nhìn nhện vậy, nó muốn ăn thịt con đó sao? Về quê vậy? Thư giãn có xíu mà mệt ghê luôn á trời, làm trò này trò kia. Hiểu rồi. Trời ơi, công nhận mày cũng thông minh ghê á. Trời ơi, quýnh cái nó dằn cái tay tao ra. Trời ơi, còn phải nói nữa. Sao ngon không? Thông minh. Mày tính làm cách này á để tụi nó tưởng con bê đê, tụi nó không có đeo đũa con nữa đúng không? Đúng rồi. Trời nghĩ sao vậy? Trời ơi, thấy con Sáu thông minh không? Thông minh. Cháu của Sáu thông minh lắm. Biết rồi. Mày là con trai, mày là đàn ông đạt, được chưa? Dạ.